Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 5 âm lịch năm 2021 của tuổi Tuất. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi Tuất chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Tuất tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tháng mới của con giáp tuổi Tuất rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy, khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm, vui vẻ hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân tuy nhiên nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc các kỹ năng khả năng của bạn sẽ hỗ trợ giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả cũng nhờ thế bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến thế nhưng điểm yếu của con giáp tuổi tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu điều này có nghĩa khi không thể hiện bản thân bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ do đó để thành công hơn nên tập thể hiện chính kiến của mình đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, bạn phải chủ động, tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc càng làm ăn và kinh doanh bạn càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn không ai cho không ai cái gì đâu với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục giấy tờ quan trọng đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy với người làm công ăn lương bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng nên nếu ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước Việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn đề phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, do đó, bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Tử vi tuổi tất tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi tuất. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ. Giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy con giáp tuổi tuất nhé. Vì thế, đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả không bỏ bữa ngủ đủ rác thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình lúc này là tiết lập hạ thời tiết rất khó chịu thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài khi đó bạn không nên làm việc quá sức nên ưu tiên việc nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe nhiều hơn thất xích bay về phương tây nam khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết bệnh đường ruột Do đó, bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất tháng năm âm lịch năm 2021. 1. Mậu tuất thuộc mệnh mộc nam la hầu, nữ kế đô, khẩu quyết tài lộc khá lý tưởng, dễ gặp được người giúp đỡ nhiệt tình. Quý nhân, dần, mão. Tiểu nhân, tị, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Hai. Canh tuất thuộc mệnh kim, nam kế đô, nữ thái dương. khẩu quyết, nếu biết lường sức mình thì tháng này không phải lo nghĩ chút nào cả. Quý nhân, thân, ngọ. Tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Ba. Nhâm tất thuộc mệnh thủy, nam thái bạch, nữ thái âm khẩu quyết, có những người đang muốn tiếp cận để lợi dụng lòng tốt của bạn. Quý nhân, hợi, tỵ. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. 4. Giáp tất thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, nhớ nói ra phải biết giữ lời nếu không dễ mất uy tín. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Năm. Bính tuất thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, những lời khuyên của bạn đáng giá cho những ai đang gặp khó khăn. Quý nhân, ngọ, mão. Tiểu nhân,